Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để tải app và cài đặt cái bộ điều khiển là Comap 20, 20F20 bản mới màu đen nha anh em. Thì đầu tiên anh em muốn cài đặt được thì chúng ta sẽ phải đăng nhập vào trên máy tính, vào Google đánh chữ Comap này. Anh em vào trang đầu tiên của nó luôn, Comap và gạch ngang control.com. Thì chúng ta sẽ phải cần tải cái app về để mà cài đặt bộ này. Chúng ta sẽ vào mục software này, vào phần product này. Chúng ta sẽ vào mục software. Đó. Tiếp theo chúng ta kéo xuống đến cái mục IntelliConfig. Thì để mà download được cái này về ấy, thì chúng ta cũng phải là có tài khoản nhé. Tài khoản thì có các anh em có thể đăng ký hoặc là đăng ký cái này nó nhanh thôi. Khi mà đăng ký cho tài khoản trên Comap này, nó sẽ ra một cái app trên điện thoại. Cái app đó dùng để xác nhận để đăng ký vào cái tài khoản này, thì anh em có thể làm theo hướng dẫn của nó. Nó sẽ chỉ anh em cách cài đặt luôn. Cứ download về là đăng ký cái tài khoản là nó sẽ chỉ anh em cách cài đặt luôn. Và tiếp theo thì chúng ta khi mà có tài khoản rồi, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Download cái mục này về này. Đó. Đây cái mục này này. Mình vô đen chữ này nha. Mục này sẽ là download mục này về và làm theo hướng dẫn của nó là sẽ tải được cái app đó về. Khi mà tải được cái app đó về ấy, thì nó sẽ ra cái giao diện giống như thế này. Đây cái mục tên là IntelliConfig này, anh em sẽ kích vào cái mục IntelliConfig này ta mở ra. Phần app mới này thì nó chỉ áp dụng cho Win 10 thôi, Win 10 hoặc Win lớn hơn Win 10. Chứ Win 7, Win 8 không cài đặt được anh em ạ. Anh em lưu ý dùng những máy tính nào là 64 bit Win 10 nhá. Cài nó khỏe. Cái giao diện của cái bản Comap mới này thì cũng khá là đẹp. Đẹp hơn giao diện cũ nhưng mà nó cũng có nhiều tính năng hơn, nhìn nó cũng hoành tráng hơn anh em ạ. Đó khi mà tải được app về mở lên, nó sẽ ra giao diện này. Chúng ta bắt đầu phải là cấp nguồn cho bảng điều khiển này. Đó, cấp nguồn cho bảng điều khiển và chúng ta sẽ cắm rác vào. Rác này dành là dùng dành cho USB máy in đấy. Đó, và kết nối vào. Thì chúng ta sẽ chọn vào mục Connect to Controller. Đây là mở file này và đây là create new config file. Chúng ta mở một file mới luôn. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Khi mà anh em kết nối được xong rồi ấy, bên này này nó sẽ hiển thị đây là cái bộ điều khiển của anh em. Anh em sẽ chọn vào đây. Anh em thấy không? Ở trên đây nó hiện trên cả mã SL luôn, thì mình xem cái mã SL đây nó có trùng với này cái tiền đấy không? Rồi. Hàng chính hãng chưa nhìn thấy cái mã SL ngoài vỏ này. Để xem nó có nhận biết đúng cái mã SN của nó không. Ở đây không thấy nhìn cái mã SN để đâu đây. Kệ đi. Quan tâm sao. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái mục này ở đây. Chúng ta sẽ open mở nó lên để đọc cái bảng điều khiển. Đó. Khi đọc được cái bảng điều khiển nó ra cái giao diện như này. Có anh em thấy không, nhìn là cái giao diện mới của nó nhìn là rất là đẹp, nhìn rất là đẳng cấp. Đây là cái giao diện mà điều khiển trực tiếp trên đây luôn. Có anh em này đang ở chế độ off nhé, anh em thấy được không? Không thấy thì anh em nhìn các nhìn hơi khó nhìn. Thì hiện tại em đang ở chế độ off thì mình có thể điều khiển trên đây được, nó sẽ điều khiển cái nút này mình thấy điều khiển nhanh hơn cả cái bản bản cũ. Đó, thì đầu tiếp theo chúng ta sẽ cần cài đặt thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn về đây controller config. Đó, anh em thấy chưa, khi mà đọc được bảng điều khiển thì mở nó sẽ ra chế độ như này. Con này thì nó sẽ có rất nhiều những thứ cho anh em để họ cài đặt. Mình thì chưa tìm hiểu hết, mới chỉ tìm hiểu được sơ sơ một nhiều cái rồi. Đây xem là ECU này. Anh em thấy không?
chọn vào cái nào phát nó sẽ hiện ra hình dạng của hộp ECU là loại nào và chân đấu của nó là loại nào nhé. Anh em nhìn thấy đây, can H1 này, can 1L này, can 1 com này, nó nguồn này, bao cộng bao trừ nó sẽ hiển thị hết ở đây cho anh em để xem. Chúng ta hay đi vào những cái bộ mà nó có chân nó kinh khủng hơn để mình xem là bộ có bộ Birkin hay là bộ cát nào ở đây không. Volvo có này, mình vào xem Volvo đi. Volvo này, ok, à đây Birkin này, mình thấy mấy bọn Birkin là của nó là hộp nó hơi phức tạp, mở to cho anh em dễ xem. Mình thật sự hôm nay mình tìm hiểu được cái app mới của bọn Comap này, mình thấy rất là phi khổ đó. Anh em có thể chọn nó đều chỉ sẵn luôn chân chân đấu để kết nối cái hộp ECM của Birkin này đó, anh em có thể là móc ECM đây ra, móc cái chân này của nó đây ra để mà đấu nối thay cho bảng điều khiển khác được luôn. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang mấy mục của nó. Mục chân chức năng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào chân binary boost này. Đó, anh em thấy không? Bây giờ không giống như ngày trước nữa. Bây giờ cài đặt cái này anh em tự đặt tên. Được chưa? Đặt tên gì đặt? Một số chân thì mình sẽ phải đặt tên, một số chân nó sẽ có sẵn. Đây, ví dụ đây là GCB feedback này, có nghĩa là cái input thì nhận là đóng đóng ATS của máy phát, nó sẽ feedback về đây là nó nhận tín hiệu là đóng đó, đang chọn theo tín hiệu tường hở này. Đây là MCB feedback này, remote start stop này, gọi là nổ máy này đó. Thì ở đây anh em muốn cài đặt thêm chân nào thì em cứ kích vào cộng ở đây thôi đó. Ví dụ như mà đây mình đặt chân này Energy Stop đi. À đây không có rồi, CV Feedback, Idea Speed này. Đó, anh em chọn Idea Speed này. Chúng ta sẽ bắt đầu sẽ chọn là thường đóng hoặc thường mở. Ở dưới đây là sẽ cài đặt cái gì? Cài đặt làm để cảnh báo hay là shutdown hay là gì đấy, tùy anh em. Custom name đấy, anh em có thể là đặt tên là vòng tua chẳng hạn, ok chưa? Anh em đặt tên là vòng tua hay gì đấy, anh em có thể là đặt tên theo ý thích của anh em. Thì khi đặt tên xong thì nó sẽ báo ra ngoài đây để hiển thị lỗi trên màn hình cho anh em để anh em dễ nhận biết. Đó, đây là mục input, chúng ta sang bật output này. Output thì mặc định hai chân này của nó là chân đề và chân mở dầu rồi. GCB Open Global có nghĩa là này đang cài đặt chế độ ATS nữa. Cái này là đóng ATS của đóng bên ATS của máy phát này, cái này của điện lưới này. Restart. Cái này là nó là chọn chế độ cặp tiếp điểm trường hợp. Trường hợp cái này nó là reset lại máy à. Ready to load. Có nghĩa là cái này là xuất hành đóng tải. Thì anh em có thể cài đặt đây. Tiếp theo chúng ta sang mục analog input. Analog input là cài mấy chân, đây là chân nhớt này, chân nước này và chân mức dầu. Đấy, cái này cài đặt thì mình thấy là nó dễ hơn cái bảng cũ. Cũng hay. Còn có app này là nó có cái là khi mà anh em chọn về cái chế độ cảm biến nào nha, thì nó sẽ tự động là điều chỉnh cái mức thông số để mà cài đặt cho nó đúng với lại cái ý mà mong muốn ấy, là nó trong này nó tự động có luôn. Đây ví dụ lên mình đặt tên là Oil Pressure đi. Đấy. Function là oil pressure. Rồi tên này rồi. Chúng ta sẽ chọn là winding hay là shutdown hay là gì đấy thì ở đây anh em có để cho anh em chọn nha. Chọn shutdown chẳng hạn. Shutdown. Chứ nếu mà chọn shutdown thì chúng ta phải cần phải cài đặt là
đến mức bao nhiêu thì shutdown, đến mức bao nhiêu thì cảnh báo. Đó thì anh em có thể cài đặt ở đây. Đó tùy anh em. Nhớt nước đây cũng thế. Nước ở đây này, nó sẽ cài đặt thêm mấy chân nha anh em này. Warning cooling temp, cảnh báo nhiệt độ nước, cảnh báo mức nhiệt nước thấp và nhiệt độ nước BOC. BOC này liên quan đến phần hộp. Cái này là phần báo trên mục lịch sử. Đó, đây chúng ta sang mục sensor này. Giờ anh em thấy không? Nó app này nhìn nó kinh khủng hơn app cũ. App cũ thì nó chỉ là nhìn dạng kiểu 2D, cái này sang 3D luôn. App mới anh em có thể cài đặt cái thông số ở đây. Thì ở đây nó sẽ tự động cho nhà cho nó cài đặt sẵn cho anh em rồi. Từ 0 cho đến 13 ở đây anh em có thể tự động chọn luôn. Không cần phải mất thời gian giống như các cái hãng khác là phải phải kéo chuột này kéo chuột kia. Ở đây cứ đúng ngoại cảm biến video đóng vào là ăn luôn anh em ạ, không cần phải gì cả. Mình thử mấy lần rồi. Đấy, đây như thế này. Nhấn vào phát ăn luôn. 3 điểm. Thì ở đây là nó bao nhiêu đến bao nhiêu, 180 ohm là 100%. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ sang mục cài đặt về các máy cái thông số của máy. Đây chúng ta đặt tên là gì, tên ví dụ tên dự án anh em mình như là chung cư nào đấy, dự án đấy nào đấy đúng không. Tiếp theo là công suất máy này 200, ở đây là đến 5.000 kW này, 1 đến 5.000 kW kinh khủng nha. Nếu đặt để 200 luôn đi. Lumen Current là 350A. Đây là công suất maximum của máy 200. City, Gen City là cái City báo dòng nha. Anh em có thể chọn là ví dụ như là cho nó tiêu chuẩn thì 350 trên 5. Bình thường ở Việt Nam mình là trên 5A thôi. Báo dòng cho ai, báo dòng cho gen set hoặc tải thì anh em mình chọn là gen set cho máy phát điện thôi. Điện áp, điện áp thì chúng ta sẽ cài đặt ở đây 3 pha 4 giây hoặc 3 pha hay là 1 pha rồi đấy tùy anh em. Mono pha là 1 pha này, cái này tự nhiên biết này, 3 pha 4 giây, 3 pha 3 giây. Hai nét, cái này là hai nét là gì, L1 L3 cái này là hai pha rồi, hai pha 2 giây, L1 L2. Đó đây là cái mức ngưỡng điện áp anh em mong muốn để đặt bao nhiêu, để pha pha L là 230 400 gen VT radio 1,1 V 1,0 V đúng rồi. Tiếp theo chúng ta xem tần số. Tần số để cố định của nó là 50 Hz. Cái này là 1.500 vòng là đúng rồi này. Vietech, là Fresh Gen báo về tần số sang được nhận sang vòng tua. Nhận biết từ tần số của máy phát sang vòng tua. Đấy. Đây là controller setting. Đây thì là nó đang controller mode, có nghĩa là khi mà cài đặt lên nó đang nó đang hiển thị đang ở chế độ gì nha. Hiện tại đang hoặc cài đặt thì nó đang để ở chế độ off. Power on mode mình chưa biết chế độ này là chế độ gì. Reset to main display đúng rồi. Unhouse Circle Auto buồn. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống mục của engine setting này. Engine setting.
là nó sẽ báo cho anh em về fuel cell này, là diesel này. Đây nó có diesel của ga. Cranking apartment số lần đề là 3 lần. Maximum cranking là thời gian đề tối đa là 5 giây. Anh em có thể để đến 8 giây hoặc 10 giây tùy từng con máy của anh em. Cranking fail 8 giây. 8 giây sau nó báo đề lỗi. Đây chỉ là mấy thông số cài đặt cho máy phát này. Starting oil pressure đề lên là bao nhiêu, áp lực nhất là bao nhiêu thì mới nhận biết là nổ máy rồi này. Đấy. Starting RPM là chỉ cần lên 25% thôi là đã vòng tua lên 25%, nó tương đương là bao nhiêu, mấy trăm vòng thôi, 1 phút thôi là đã nhận biết là nổ máy rồi này. Idle RPM có nghĩa là nó chạy lên 900 vòng 1 phút thì nó sẽ có cái thời gian idle. Đây gọi là thời gian chờ idea của nó, là cái thời gian chờ để cho máy ổn định ấy. Chờ là kiểu nhiên liệu rồi là nhớt nhớt nó bơ trơn đầy đủ hết, bắt đầu nó mới tăng tốc. Starting timer này, cái này chỉ là cài đặt mấy thời gian thôi. Cooling speed low mình. Stopping time, đây là thời gian tắt máy này, đang tắt mà à, thời gian làm mát máy này, thời gian tắt máy này. After cooling time 180 giây. Mình chưa biết cái này nó cài đèn gì, bản cũ chưa có, mình không biết. Cái cộng function này là đang báo về sạc. Không dùng này. Ngắt ngắt sạc này. Rồi, cái này chọn ngắt sạc là đúng không? Đó, đây là, dưới đây là mấy cái thông số để mà cài đặt về bên phần cảm biến, nhận biết các tín hiệu về để báo lỗi này. Đây là over speed này, shutdown, SD là shutdown nhé, nó phòng tua cao là 115% shutdown. Starting over speed shutdown để lên đến hơn 120% cũng shutdown luôn. Cái thời gian để mà shutdown là 5 giây, nhận biết là sau 5 giây sẽ tắt. Under speed 25%, oil pressure delay 3 giây, oil pressure wall-ling. Khi nào mà xuống áp suất nhớt mà xuống đến 2,3 cảnh báo này, xuống đến 1,3 là ngắt shutdown luôn. Cooling time delay, thời gian chờ để tắt đấy là 5 giây. 80 độ là cảnh báo rồi, 80 độ thì nhiều con máy nó không thể gọi là đạt được cái công suất của nó. Ít nhất phải để đến 93, 94 độ. Sắt nào nó phải lên đến 96, 97 độ, sắt nào đẹp rồi. Cooling time loud delay 0 giây. Mực nước thấp một phát là sắt nào luôn. Đây là các mức dầu này, hai dưới 20% là cảnh báo này, 10% là ngắt luôn. Mở dầu, cài đặt bình ắc quy. Đây anh em phải cài đặt 24 hoặc 12 tùy. Đây là chọn các thời gian để hẹn giờ, gần như mấy này là nó ít dùng. Mấy cái này cũng thế. Đây là cài về phần vôn này. Cái này anh em phải lưu ý nhất là phần này này. Bắt đầu từ phần voltage, bên này là phần frequency này. Hai phần này là anh em phải quan tâm nhất. Ví dụ như anh em cài là 230V, 230V là 100V, 230V nhân với 100%. 100% của 110% của 230V thì nó rơi vào khoảng là 240 mấy vôn đấy. Cái này là rất quan trọng. Như mình hôm trước mình gặp cái trường hợp là cài cái mức tần số mặc định, tần số định mức của nó 50 thì là ông nào ông cài nên là cái phần mà đây phần generator frequency này của nó là lên có 105%.
đã sắt là đã báo lỗi điện lưới không cho đóng ATS rồi, à báo lỗi máy phát không cho chạy rồi, thì vào mới kiểm tra ra là mục này có 105%, 105% của con máy phát đấy tần số nó rơi vào khoảng là 52 Hz này, mà con máy phát đó chạy 54 Hz là nó báo lỗi luôn, không cho chạy. Main setting ở đây như thế, anh em cũng phải lưu ý lại về cái phần cài đặt của này đó. Đây là phần AMF setting. Cái này cài đặt về phần bên phần máy phát, à nhầm, bên ATS. Tuner. MCB logic này và MCB nguyên đâu rồi, nó còn có cài đặt NT để mình xem lại, có là mình chỉ đốt cho anh em một cái nữa. Đây. Cái này sẽ có con bản 20 này, nó cả điều khiển ATS luôn. Anh em nào mà muốn dùng điều khiển là cả ATS và gọi là máy bằng điện lưới luôn thì anh em có thể để chế độ AMF là chế độ cả ATS và gọi máy phát nổ luôn. Còn anh em nào muốn chuyển sang chế độ MRF này, MRF này thì nó chỉ là gọi máy nổ bằng remote thôi, không có điều khiển ATS. Thì trên con bộ con app này nó sẽ cài đặt cho anh em luôn. Để tùy chọn. Đó, cái này là cả ATS và cả máy phát. Cái này là chỉ có gọi là máy phát không thôi. Đó, mở được em. Ok. Tiếp tục xuống đây còn phần gì đây? Đây là mấy cái phần rồi, đây là phần cài đặt chữ. Khi mà nó hiện lên thì nó sẽ gọi là gì? Anh em có thể thay đổi cái tên này đó. Đấy, anh em thấy thích thay đổi tên thì thay đổi. Ví dụ Intelli Hoàng Kim này. Đấy. Anh em có thể cài đặt được tùy. Đây là các tiếng. Thứ nhất không có tiếng Việt đâu. Ok, coi như phần này là đã cài đặt xong. Đó, xong cái thì anh em có thể đọc thôi. Tắt cửa sổ này không, tắt thôi. Khi mà cài được tất cả các thông số xong thì chúng ta có thể ấn vào đây. Cái này đọc bảng điều khiển. Đó. Ở đây hôm nào mình sẽ đấu lối bộ này ra máy phát điện để cho anh em xem. Hiện tại bây giờ đang báo về lỗi về one link battery undervolt. Nghĩa là điện áp mình ắc quy thấp, vừa nãy mình ắc quy kia mình đang để là thấp, mức thấp cảnh báo là 18 đã cảnh báo rồi và mức cao là 36, giờ mình ắc quy mình đang 12V thì đang cảnh báo. Cái này nó cảnh báo về cái phần mềm, thì khi anh em cài đặt xong cắm đầy đủ tất cả các chức năng vào thì nó sẽ là báo luôn, không sao thì nó sẽ báo. Đây anh em chỉnh chế độ men đề một cái nhé. Đó. Em thấy không? Bao luôn. Đó. Để 3 lần, 3 lần không nổ máy là nó cứ đấy cái thời gian break kick off này, xong rồi chuyển sang bao cái rồi nó mới xuất lệnh đề tiếp đấy, lại đề tiếp đủ 3 lần không được bắt đầu nó sẽ báo lỗi này. Đấy anh em thấy chưa, shutdown start fail có nghĩa là đề thất bại. Đề thất bại thì nó sẽ chuyển sang chế độ là không cho đề nữa, rồi anh em sẽ phải xóa lỗi đi.
xóa lỗi chuyển về off. Ok, thì mình mới tìm hiểu ra được cái app này mới thì mình chia sẻ đến anh em. Nhiều anh em thì cũng lắm được rồi và nhiều anh em chưa biết thì mình cũng chia sẻ cho anh em chưa biết. Anh em nào mà có câu hỏi nào thêm về phần cài đặt cho bảng điều khiển công app này thì hãy bình luận ở dưới video này của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.